Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe bên em mới về, dòng Touring của chính hãng Gian, có giảm sóc ở càng trước. Đó là model rất là cao cấp của dòng Gian FCR 3007. Vâng, đây cũng là một mẫu mà trước đây em đã từng review qua, một dòng Gian cao cấp của mẫu Touring, đồ group Sora. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu trắng, điểm chỉ những cái màu điểm sọc cam trên thân xe rất là nổi bật. Thì những cái dòng Gian FCR model thì em biết rất nhiều về rất nhiều mẫu trong thời gian vừa qua. Thì cái mẫu 3007 này cũng là một trong những mẫu cao cấp của Gian, có giảm sóc ở càng trước, model FCR 3007. Xe đánh giá tổng thể khoảng tầm 85 đến 90% xe. Vì trong quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi vài vết xước nhỏ như đi tìm xe. Vâng, nhắn tin Zalo đi. Gian Touring FCR 3003 có giảm sóc đằng trước. Vâng, xe làm từ hợp kim nhôm Alu-XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của chính hãng của Gian. Hợp kim nhôm luôn nhá. Để tránh mất thời gian bác cứ nhắn tin trước Zalo cho em gửi xe trước, không em gửi địa chỉ sau. Tổng thể em đánh giá xe còn rất là đẹp bác nhá. Còn đây cũng là một mẫu Touring mới về bên em, 3007. FCR 3007 chính hãng của Gian. Còn đây là website chính hãng của Gian, đây có thể thêm truy cập để tìm hiểu thêm về dòng Touring Gian. Bên dưới thì có cái bộ cái chắn nguyên bản theo xe, có cái chắn chống va đập xích. Còn bên trong thì chắc là không bị xây xước gì cả, còn nguyên theo xe. Vâng, giá bình nước theo xe đây. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian. Và ở đây thì nó có một cái lớp keo băng dính nữa nhá. Đây em bỏ sang đây, chứ không phải vết xước đâu. Đây là lớp keo của băng dính. Thì bác nào về thì lấy, có thể lấy rẻ ướt xà bông chùi qua là hết các bác nhá. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian. Tay lắm đây, điều đặc biệt ở trên xe này là bộ tay lắm này, tay lắm xốp mút đấy, rất là êm luôn nhá. Tay lắm xốp mút rất là êm đấy. Và cái tay bộ đĩa của tay phanh của nó cũng có cái tay xốp của nó đây, giúp cho người sử dụng cảm giác êm và chắc chắn, không khỏi đau tay. Xe được trang bị với cấu hình Shimano 9 đĩa, rất là cao cấp của những dòng xe Touring. Phanh V-Techo. Và bên tay phải em là Shimano chính hãng 3 đĩa. Đây là một mẫu Touring FCR 3007 mới nhà mới về. Đằng trước thì có logo biểu tượng của Gian, hình cánh chim làm từ CNC đúc nổi đây. Đây là biểu tượng của dòng Gian, được cắt làm từ CNC đây. Và trên càng xe thì có các cái bộ giảm sóc ở càng đây, giảm sóc càng, giảm sóc lún thôi nhá. Xe được trang bị với cặp mai ơ bạc đạn màu đỏ, rất là nổi bật trên hai màu tông xe trắng và đỏ. Mai ơ bạc đạn, vành nhôm hai lớp. Vâng, xe có thông số là size lốp Maxim chính hãng nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 700x32C, vẫn là kích thước cơ bản của những cái dòng Touring.
Vâng, xe có thông số size S. Vâng, chiều cao của khung xe là size 43, size F. Thì ở các bạn từ 1m6 đến 1m7. Xe được sử dụng với bộ đùi đĩa cao cấp của Shimano Sora, gạt đĩa Shimano chính hãng 9 tầng lip, đùi đĩa Sora đây, đùi đĩa Shimano Sora 3 tầng đĩa, củ đề Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip, củ đề Shimano Sora trang bị với 9 tầng lip, đùi đĩa Shimano Sora, may bạc đạn màu đỏ nhá, tông màu đỏ, may bạc đạn. Wow. Lốp Maxim kích thước 752cc. Tổng yên của chính hãng của Gian. Đây. Có tổng chữ Gian xe khuất ở cái đằng sau đổ cái mặt nó xe về nó có không chứ? Yên xe là chính hãng của Gian. Nguyên bản theo xe còn rất là mới luôn nhá. Và đây là thông số mã vạch của càng xe đây. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Xe được trang bị với 9 tầng lip, may bạc đạn của chính hãng Shimano Sora 4 lip. Số mình cũng rất là khủng quá nhá. Những cái đồ dòng 3.700 là cũng là dòng xe cao cấp của dòng Boring Gian chính hãng Gian rồi. Đồ đĩa Sora, tay 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là mượt mà. Và hầu như chuyển động rất là mượt mà bon không có chi tiết rõ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian Touring FCR 3007 với bộ group Shimano Sora trang bị 9 tầng lip, may bạc đạn, có giá tốt tốt bên em là 7.900.000 và xe có giảm sóc ở càng trước, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trường ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.